Trong cuộc sống này, có những thứ tưởng chừng rất hợp với ta. Cứ ngỡ như sinh ra là để dành cho nhau, nhưng lại chẳng thể đem lại cho ta sự hạnh phúc. Tôi và Hà Lan cùng nhau lớn lên tại làng Đo Đo, vốn dĩ là một vùng quê giàu có. Dù thịt heo có tăng bao nhiêu thì bọn con nít tụi tôi đều có thịt để ăn hàng ngày. Tôi thì thích ăn thịt lắm. Càng ngày tôi càng lớn lên, càng mập mạp, bụng mỉm, chính vì đam mê cùng thịt. Trong khi đó, cô nàng Hà Lan là gầy gò xanh xao chỉ vì ăn để giữ dáng. Tôi ăn rất nhiều, còn Hà Lan đã có lần ngã lăn ra xỉu vì cơ thể suy nhược. Một hôm sau khi đi học về, chúng tôi rủ nhau vào rừng sim chơi. Ngạn nè. Hả? Gì Hà Lan? Lâu rồi Hà Lan chưa được nghe Ngạn hát. Ngạn hát cho Hà Lan nghe đi. Ngạn biết bác hát bài gì bây giờ? Hát bài mà Ngạn sáng tác á. À, để Ngạn hát bài này cho Hà Lan nghe nha. Và lòng tôi từ đó là những món ngon mỗi ngày, làm con tim bùng cháy cùng ẩm thực. Gà và heo, cơm cùng cá, và những con tôm vây chào để bụng ta sung sướng no nê. Ủa, sao bài hát của Ngạn toàn đồ ăn không vậy? Thì đồ ăn ngon mà, ai thì chẳng thích ăn đồ ăn. Ngạn chỉ biết ăn thôi mà. Chị Hà Lan, nghe Ngạn với. Ngày tôi lên Sài Gòn đi học, tôi ngơ ngáo lắm. Tôi đến ở nhà một người chú, ổng nhiệt tình lắm vì biết tôi chịu học hành nên có thể kèm cặp được cho thằng con của ổng. Nó tên là Dũng. Dừng chân trên bến chiều nắng chiều mai. Với profile ăn chơi đồ sộ, Dũng được bầu làm trưởng ban tổ lái ở các bar gần nhà. Và đó là biểu hiện của một đứa trẻ trâu, chính hiệu. Tuy học khá ngu, nhưng Dũng rất biết cách chăm sóc bản thân mình bằng cách cập nhật thường xuyên trạng thái sức khỏe và bổ sung cho mình những nguồn dinh dưỡng đầy đủ nhất. Và một hôm, Hà Lan đến thăm nhà. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã xảy ra. Ủa, Hà Lan quay chơi? Không, Hà Lan đi mượn sách. Hà Lan mượn sách gì? Ngạn đọc xong cuốn Camel chưa? Cho Hà Lan mượn đi. Rồi, Ngạn đọc rồi, để Ngạn lấy cho Hà Lan nha. Khoan Ngạn, sao mày không mời bạn vào nhà chơi? Ngạn, mày lên lấy sách cho Hà Lan đi. Hà Lan vào nhà chơi. Dường như thằng Dũng đã lấy được tình cảm của Hà Lan qua vóc dáng bảnh bao vì có chế độ dinh dưỡng phù hợp của nó. Còn tôi đã bị bỏ lại phía sau cuộc tình này chỉ vì vóc dáng mụn miệng đáng yêu của mình. Hơi, chính vì chế độ ăn uống bất chấp những thứ tôi thích làm ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe cũng như vóc dáng của mình, đã làm tôi mất đi người con gái tôi thương. Đó là Hà Lan. Có chàng trai ngó lên cao, trời ơi sao con khổ thế. Mấy lần đưa đón đi ăn, ngược xuôi bao nhiêu quán xa, chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ như luyến lưu. Ngờ đâu cái ánh mắt ấy như tình yêu đã đậm sâu. Người cô ấy đi theo chân người ta, tình ta trôi vơi từ đây không ai cảm thấu như muôn ngàn nỗi đau. Chia ly từ đây và tình yêu những món đồ ngon thì
giao tương tư đêm dài như thế. Một tối, tôi phát hiện ra được những bí mật đã giúp Dũng có được sức khỏe tốt và vóc dáng đẹp. Là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại. Và rồi theo cùng giấc mơ trong tôi thương, cô gái ấy hôm chiều cuối cùng ta cũng đã xuất hiện như vẫn bay qua. Với rất nhiều ý tưởng được đưa ra, chúng tôi thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ để xem vấn đề nào thực sự là được cộng đồng quan tâm. Trong số 140 kết quả khảo sát, với 92.9% là sinh viên thì có 40% hứng thú với đề tài sex education và 40% lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng cá nhân. Sau khi tiến hành làm việc nhóm và phân tích, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài chế độ ăn uống phù hợp với từng cá nhân thông qua các chỉ số của cơ thể. Hai đứa chào cô chú đi con. Xin chào mọi người. Chúng tôi là VID và chúng tôi đến với cuộc thi này với mục đích mang đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn sinh viên, một chế độ dinh dưỡng, một khẩu phần ăn hợp lý thông qua những phản ứng của cơ thể bằng những chỉ số cá nhân, giúp cải thiện sức khỏe, giúp hệ miễn dịch của bạn sẵn sàng trước các tác nhân xâm nhiễm và giúp cho cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh hơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.